hết lời thì tam tài pháp sư bồ đề đang người hướng ứng đại dịch và hữu văn ra hán văn việc dịch thích thần thông kinh phương pháp thì hết nghiệp báo. Lời thừa kinh chi phát nghiệp báo thì nghe còn gọi là kinh địa tạng bồ tát nghiệp báo gồm hai quyển do ngài bồ đề đăng người nước ấn độ dịch ra hai ngữ toàn thời hợp thì được thâu vào tập thứ 17 trong đại tạng đại chánh tân tu của nhật bản. Kinh này do các bồ tát nghiệp tạng vì chúng sinh đời mạt pháp cầu học pháp lành ứng với lời dạy của phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ các chi vẽ để xem xét nghiệp báo thì nghe quyển họa thực tài nghĩa chân thật của đại thừa. Chi pháp tức là dùng tướng một luân nhiễm ảnh gỗ gieo của em để giết nghiệp tiện nghiệp khác cùng quả báo khổ đau lành dữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm một luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác có khắc nét nhà ngắn sâu cạn lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ tới từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nhau nữa, mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn trừ một mặt trống thành nhóm thứ ba, đem nêu từng nhóm trên vật và do những mộc luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc làm giữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chi mối nhưng thực chất là khác xa muôn trùng đối với những việc chi mối của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chi mối này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần quốc gia tại gia có vương y thọ giới hẳn hoi và trước khi muốn chi phát phải biết cúng dường tam bảo sám hối các nguyện tùy hỷ hồi hướng vân vân. Có được đức tin thuần tứ thanh tịnh rồi thì tự chi phát thì ác mới tương ứng với minh nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này thì chi pháp sẽ không tương ứng lại nữa. Khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn cho phép được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở nguyện, cũng chính là một phần mảnh muốn mơ thế tướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa thật của đại thừa, nghĩa là người muốn hướng về đại thừa để tu học trước tiên cần phải biết hành căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thực tướng. Nhất thực tướng này được tóm như bằng hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại ra. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp. Thức a lại ra là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán pháp, ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán Phật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thực tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp đại thừa, sẽ dựa vào chuẩn tính Bồ Tát. Vị nào không kham nổi việc tu tập hai quán pháp nói trên, hãy niệm danh hiệu đại Bồ Tát Địa Tạng cầu xin về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào quay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của ngài, đến khi được nhất tâm sẽ tìm nguyện xin cõi Phật đó, rốt ráo sẽ không rơi vào các đường khác. Tám chỗ này sẽ thành tựu đức tin về đại thừa mau được bất thoái chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh chi phát nghiệp báo thiện ác đức đại Bồ Tát Địa Tạng. Vì thương xót chúng sinh đời mạt pháp mà đã thay Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều. Ở Trung Hoa từ đời nhà Từ trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp tán tội số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời Từ đến trước đời Trường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu, những nhà phân định một lục các kinh Phật với bộ khai niên thích giáo lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào các mục lục các kinh trong đại tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó.
đến đời Minh có ngày chiến hút tạ hư. Trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Tiên Chinh Phá, hai quyển Chinh Phá Địa Giới và một quyển Chinh Phá Hành Pháp, cách thực hành việc chinh pháp. Bốn quyển trên đều là chú pháp bộ kinh này theo tài liệu lịch đại Tam Bảo Ký quyển 12. Gần tại đây cũng có ngài luật sư Hoàng Nhất, trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang, nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng, đã trích dẫn kinh chinh pháp này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của chức Địa Tạng Bồ Đại Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi ta bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang phi vi, tà pháp đang lừng lẫy, điều đó rất hiển nhiên, không thể phủ nhận. Tin rất nhiều vị phát tâm trỗi vượt cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng điều do túc thể thiện căn còn mong manh yếu ớt và nghiệp chướng và tội lành hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị người điều chướng nạn hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các thứ quỷ thần của 95 phái và tư ngoại đạo, khiến cho luôn mất căn hành an lành hoặc trở lại cầu phước báo nhỏ mọn ở thế gian, như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại từ bi, phải lòng đại bi vô tận, chỉ dạy các chi pháp nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, theo đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chớ vội kinh thường cho thành Phật pháp ba trộn với hình thức bói quẻ của thế gian, với hình thức một bộ một lưng gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 10 cái thông nhất tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thâu nhất nghiệp thiện ác sau cạn riêng biệt thuộc thân khẩu ý, nhóm sau 6 mảnh thâu nhất 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phàm thánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chi pháp nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghị, không một loại bói hoa nào có thể tán kịp. Riêng về thật nghĩa của đại thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận lại đại thừa khởi tinh của Bồ Tát mà Ánh Minh đã tạo ra để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tinh phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin chân thật thương thành thật tư rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa Ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh chiên pháp này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân viên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý năm 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp mộc luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chiêm phá. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh này và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi, ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mộc luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm nay 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày, mặc dù trong mùa Phật đản và an cư kiết hạ với nhiều bận rộn, tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong hai quyển với phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luân để những vị tu sĩ cư sĩ Phật tử Việt Nam mới khó hiểu trong khi sử dụng. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan ngọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát nguyện rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh, như thế nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được như vậy? Tôi thầm tin
tưởng như vậy. Xin đi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng trên chiên pháp nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy trong hạ bộ an cư năm Bính Tý năm 1996, dịch giả kính ghi. Kinh Chi Pháp nghiệp báo thiện ác vĩnh thần. Đời Tùy Tạm, đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch Phạm Đăng Đa Hán Văn, việc dịch Thích Thiện Tông. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật lớn nhất thế trước ở thành Vương Xá trong núi Linh Thú, chùa Phước Thần Thông, thị thiện đạo tràng thân tự trang nghiêm rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hội diễn nói pháp môn căn tụng rất lâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Phương Tịnh Thính từ toàn đứng dậy, tựa lại y phục, vén áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây muốn có chỗ hỏi thưa Thỉnh Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn vững lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng, này thiện nam tử, từ chỗ ông hỏi Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kinh Tịnh Tính thưa, như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt đồ đến bao thời thì chính pháp chấm dứt, tự pháp pháp hớ tan thờ là pháp. Vào thời kỳ này chúng sinh phước mỏng, nhiều sự phi bồ quốc độ xảy ra, nói lại hoài hoài tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn toàn những sự ở sẽ bức xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham dục ganh tị nhã mạn mạn vân vân. Giả tự có người làm được những điều giống như thiện pháp, thầy cũng chỉ cầu gọi những tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp. Xuất hiến trong thời kỳ này, chúng sanh khắp nơi nhìn thấy trong đời ta chiến loạn đi, lòng họ khắc nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng, do những nhân duyên đầy dẫy các thứ chướng ngại như thế. Cho nên đối với chính pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến nỗi đến đổi lần lần. Đối với ta thường những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình lần lượt chẳng còn. Vào thời mạt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, công vì thời đại ác trượt sau này, khi tự pháp pháp hết và vì chúng sinh căn là nhỏ nhau trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang trí dẫn hàng đệ tử Phật, khiến tin lòng tin được trừ sư vô. Bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại, nên họ khói tâm lành đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp quốc thế, còn nhiều nghi ngờ chẳng thể bờ lòng, chuyên cầu thiện pháp. Chúng sinh như vậy đáng thương đáng cứu, tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, chí biết tất cả sinh khởi phương tiện nhận rõ điều này, khiến liều dưới khiến liều đúng nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin, nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Kiên Tự Tính rằng, lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người vị Bồ Tát ấy, sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện, mở bài những nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát Kiên Tự Tính Phật Phật, kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói như vậy? Đức Phật bảo ngài Kiên Tịnh Tính, ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị đa tăng kỳ kiến. Từ lâu người đã chứng vào đúng nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương sức đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện, ứng thân mười phương
Dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng độ sinh, nhưng với lời thác năm chữ riêng người là làm lợi thích giáo hóa bao dày hơn cả, lại cũng nương sức phân tập thể nguyện thở xưa mà người nhận lấy tự nghiệp giáo hóa chúng sinh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn che nghiêm thế giới ta mà là tục chúng sinh, do đó trong đại hội này thân tướng của người trang nghiêm ai tức thù thắng chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi, và lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế gian này trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng hỏa mãn tất cả nguyện cầu của chúng sinh, hay diệt tất cả tội nạn, hay trừ các chướng ngại cho các chúng sinh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sinh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu có thể mở ma, dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược bởi những nhân duyên như vậy. Cho nên nên thế giới này chúng sinh khác ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát Kiên Tịnh Tính đã hiểu được ý của Phật, ngay đó ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: hay thay đến đại phỉ cứu đời, hay thay đến đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sinh trong đời ác nghiệp dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho ngài nói phương tiện đó, xin ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với ngài Kiên Tịnh Tính rằng: này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe ta vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật nhiệt độ trong đời ác nhược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và phước thế gian như chưa có được đức tin quyết định chẳng thể tu học và về thưởng về vô thường, về ý tưởng hộ ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế. Là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt sơ chẳng không quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo phạm lỗi thuộc 10 điều ác căn bản đối với căn đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của Hoa Tam Bảo, chẳng thay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc đối trong ba thừa đều không định hướng những hạng người trên. Nếu có bất cứ thứ chướng đi nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối đối với mọi điều tâm chẳng thấy tỏ, cầu nhiều lo nhiều làm sự ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng đối loạn với tu tạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có tự chứng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mật lưng mà suy nghiệm xem xét nghiệp nhân duyên, nghiệp nhân tốt xấu của những thời trước cũng như những sự khổ vui lành dữ. Hiện tại đời này duyên hoặc là có duyên hết thì ta nghiệp nhóm theo tâm tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau không hề sai lại. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp đó tốt xấu rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học tập phương pháp xin xác tướng một luân này, hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu, chẳng nên bước bỏ phương pháp đó chơi trở lại theo đuổi những thứ bối lỡ hoặc là những vị chuyên tướng lành dữ của người thế gian, rồi xin tham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thành đạo Bồ Đề. Này thì nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luôn thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út dài dưới một thước, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay nheo qua chỗ sạc bên cạnh khiến cho chuyển đổi
Nhưng vì nghĩa này mệnh danh là luân lại, nhân tướng này có thể phá hỏng lưới như chấp tà trong tâm chúng sinh, chuyển sang đường chính đến chốn an ổn nó gọi là luân. Về tướng một luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chứng thiện ác sai việc đã tạo ra trước luân này có 12 là luân tướng biểu thị nghiệp chúng chứa nhóm trong những thời trước hoặc xa hoặc gần tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau luân này có 3. Ba là luân tướng biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời luân này có 6. Nhưng muốn xem xét những nghiệp ác sai việc đã tạo ra đời trước thì phải khắc tổ ra là 10 luân. Khi 10 luân này viết đi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt, kế lấy 10 ác nghiệp, viết đối diện thiện nghiệp, viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả pháp khác. Nếu muốn chi mục tướng một luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành lễ chung tất cả chư Phật mười phương, nên đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng trần trụng cúng dường thưa hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng thành kính lại mười phương tất cả các tạng, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp. Vì người diễn nói kế nữa, phải học sự dốc lòng thành kính lại mười phương tất cả hiền thánh, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bước thoái chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành kính lại cho ta địa tại bồ tát ma tát, nhân đó lập nguyện nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương mau được trừ nghiệp đi nghiệp ác lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi thì chỗ có được hương hoa vân vân, nên sớm cúng dường. Trong khi cúng dường hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp tăng đạo thể thường pháp giáo thiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng lòng với pháp tính xông khắp tất cả khỏi nước mười phương của các nước Phật rộng là Phật tự, là những mười phương tất cả các món cúng nước nào cũng có. Nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hoa hương trữ ngọc về sang mẫu cái, những món trân quý, các thứ âm nhạc về các sáng tỏ, món ăn thức uống y phục mềm nhẹ xuống khen vân vân, cho đến trong những món chen nhân cúng dường tận khách mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng được, cùng chung với tất cả chúng sinh dân hướng cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong cái thế giới ta đều trừ hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Lại nghĩ ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mỗi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sanh đồng đem dân hiến cúng dường. Tất cả các thân sách thân sách lợi hình thường thường viện pháp miếu, tất cả Phật tự Phật pháp như Phật một cái thức Phật cúng dường, tất cả bao nhiêu tập pháp và chỗ thiết pháp cúng dường, tất cả chư hiền thánh tăng nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế, xong rồi lần lượt thành tựu sáu ba la mật bốn vô lượng tâm. Nếu sau các pháp xưa nay vắng lặng không tinh thanh chỉ biết ngụy bình đẳng liền liền sanh tỉnh các giáo trần này, lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta địa tạng bồ tát ma tát mà các tinh gia hoặc tụng niệm thầm nhất tâm xưng rằng nam mô địa tạng bồ tát ma tát tăng xưng danh như vậy đủ một lần, làm qua một nghìn niệm rồi mặc lời như vậy thì tại bồ tát ma ha tát đại từ đại bi cúi mong bồ tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sinh mau trừ các chướng thêm lớn đức tin nhanh thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi sau đó tay cầm mọc lơn ở trên vật sạch nêu qua một bên, cách thức như thế muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết người muốn chiêm phá tướng mọc lơn
tay tùy nghiệp từ thiện đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nhận xét hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xem lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác không chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy giống loại chẳng đồng, tập khí quả báo mọi thứ mọi khác như Đức Giáo Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác. Phải nên nhớ nghĩ xin đảnh quan sát nghiệp chỉnh được hiện cùng với những việc quả báo khổ thôi, làm dựng trải qua trong đời này như tương xứng với tập phiền não đang nhận, đó mệnh danh là thế hợp. Nếu chẳng tương xứng phải biết nó là chẳng hết lòng thành mà là luống phai. Nếu chi tướng một lần mà nghiệp thì nghiệp khác điều chẳng hiện ra thì người này đã chứng tâm sáng suốt của chí vô lậu hải, nên chuyên cầu xuất ly thể pháp, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ, thì hai hạng người này những gì về nghiệp thì nghiệp khác của họ chẳng hiện đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến kết quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ứng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục khi được xứng ý chớ tự dễ vui rồi khỏi buông lung, liền nên xét để ta được như vậy là do thiện nghiệp hạ phạm đời trước, cho nên ngày nay được phước báo như vậy. Từ phước báo như này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghĩ. Nếu gặp ác nạn hoặc là những sự xung đột chẳng lành rồi vắng, lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên can chịu, chớ nên nghi hối mà thoái tu thiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ, nghiệp ác cái này chỉ cho đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối, ăn năn những nghiệp ác đó. Cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp làm theo, không được dừng lại hay biến lười phóng túng. Nếu chẳng như thế chỉ càng thêm sự chứa gấp các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là phương pháp chi pháp và tướng mật lân thuộc các thứ nhất. Thì nam tử nếu muốn chi pháp nghiệp được chứa nhóm ta đừng trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mạng thứ lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên cắt rõ ra làm ba luân, biểu thị ba nơi thân khẩu ý, mỗi luân chủ một nơi, viết chữ vào đó lại nơi mỗi luân, chính biểu một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến trí mí, kẻ mặt thứ ba, kế mặt thứ ba đặt một nét khác hoa to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khác một nét cho lớn và hẹp. Cần nên biết rằng nghiệp thị chen nghiêm cũng tương tự như vẻ và tô điểm, nghiệp ác tuy hại giống như gạch mỏ, gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự trứ thiện vốn đã từ lâu trở lại thì nghiệp đã làm mạnh mẽ đến này, việc làm tăng thêm, gạch nào nhỏ nhắn tượng trưng cho sự trứ thiện trở lại vốn còn gần cạn, chỉ mới tập thành nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh, nét khác nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm dư hòa cũng vậy, nét khác nào mà vừa to vừa thiện tượng trưng cho sự thoái tội thiện pháp trở lại đang dần mà mới tập thành theo những ác pháp hiện những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc là vừa có khỏi nghiệp ác này nhưng từng hối cải đó được gọi là điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chiêm pháp luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác ba điều đã tạo ra đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chứa nhóm lâu xa hay giờ, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu hoặc lớn hay nhỏ, thế nên cần phải chiêm pháp luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chiêm phát luân tướng lần thứ hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng có ghi luân tướng có phạm chữ ý. Chẳng được ghép tất cả tướng của ba luân gieo chung một lần, phải tùy theo nghiệp chú ý, nên nhớ đừng
chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chiêm cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chiêm lần thứ nhất chuyển được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chiêm lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là làm không thiết hành chẳng được khái hợp, gọi là tai lúa. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp phức tác chẳng biết hay nghiệp thâu đạo trữ cước ý trước trú một phen nghiệp bất ác, nhưng trong luân tướng chuyên lần thứ hai được ác nơi thân nó cũng gọi là chẳng được thế họ. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chuyên sát lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được thế họ. Từ đó đi ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa phản tương ứng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Chuyên Tịnh Tính: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sinh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí tuệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nhẹ nặng thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dài thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí tuệ trước hết, cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ đáng nhạy, cho nên hiện tại ác tại nhiều ác hỷ tại chậm cấm, cho nên nếu chẳng sáng hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công hoặc bị thất tâm người làm cuồng loạn, hoặc bị tầm ra ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp phát là thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám hối. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hay tội nạn đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các chướng, thì nam tử hành nhẹ muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ quán vì năng lực mình mà trang nghiêm một tỉnh thức vừa phải, trong thức tôn trí tự Phật Bồ Tát để kinh pháp theo phan lọng lụa, chuẩn bị thương hoa để dùng cúng dường tắm đội thân thể, giặt sạch y phục, chớ cho ho rán mỗi ngày 3 lần ở trong thất ái ta rồi xin nguyện danh thị sám hối một lần kinh lạy 7 đức Phật quá khứ và 53 đức Phật cái đó từ 10 phương mà mỗi lạy chung, vận tâm lại khắp nơi có các thân sáu loại hình tượng khác nếu là những thực sự của tất cả chư Phật, kế lại lại chung tất cả chư Phật mười phương ra đời, lại nên vận tâm lễ khắp mười phương tất cả các tài loại, nên vận tâm lại khắp tất cả chư thiền thánh tăng trong khắp mười phương, sau đó riêng xưng danh thêm vạn đỉnh nhỡ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo một lòng hữu và cúi mong mười phương chư đại từ tôn chính biết hộ nguyện cho con sám hối, chẳng còn tạo lại tinh nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, mười thứ nghiệp khác, bốn thứ tội nặng, năm tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, chia ba tam bảo, tội nhất chuyển đề, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thực thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rỗng lặng, nguyện cho tất cả chúng sinh đều mau thấu đạt bản tâm diệt hẳn gốc tội. Kể lại phát lời nguyện khuyến thỉnh tinh nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô thượng chánh giác xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác, vị nào đã thành xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kể lại các lời nguyện từ hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sinh rốt náo nghe ảnh thứ tâm danh tị tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học được các công đức và được thành tựu, con đều từ hỷ.
kể lại phát lời nguyện rằng vì những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho các chúng sanh đều sanh hồi hướng và nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi thành nhã bước qua bên cạnh tịnh thất, ngồi thẳng nhất tâm hoặc niệm lớn tiếng hoặc là niệm thần danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiếp giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn chặn che mờ tâm tính thì nên trở vào đại trạng thất tức. Tinh thần niệm tụng trên đây là nói ban ngày, kế đến là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm cũng nên ba thợ cung kính cúng dường sáng hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa phải nên thường trực ở trong tự thất, một lòng tụng niệm hàng ngày thực hành phát tán như vậy chớ lười bỏ phế. Nếu người có phản nền tảng thì ngày xa sau lần trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạm biệt ác thì tội chứng nhẹ tâm của người ấy mạnh mẽ lan lợi, ý lực hùng dũng trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sinh nghiệp có dề mỏng cho nên căn tính có lanh có chậm sai khác không lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng phải 300 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người tăng tính cực kỳ chậm lục tội chứng sâu nặng cần phải luôn lưu phát tâm nhẫn mạnh chẳng đoán tưởng đến việc tiếp thâm mạng, thường xuyên suy nghĩ sớm tối kinh thành nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ lễ sáng phát nguyện vui tu cúng dường chẳng lười chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dè toái, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thì nam tử nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sáng phát qua sau 7 ngày phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc lớp thứ hai để ý đủ trong tay gieo luôn ba lần, nếu thân khẩu ý đều là thuần thiện người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này các hạng chúng sinh người nào có thể tu hành sáng pháp thì quá khứ từ trước không xa trở lại ở trong Phật pháp, đời nào đã từng tu tập thiện pháp thì người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mỏng đủ thứ khác lại, do đó những hạng người khi trong lúc được sự thanh tịnh tướng cũng chẳng đồng. Hoặc có chúng sinh khi được ba nghiệp thuần thiện bèn liền được thêm các thứ tướng hảo, hoặc có chúng sinh khi được tướng trạng ba nghiệp làm vừa thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý thơi thới, hoặc có mộng lành mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng làm thay người đây thanh tịnh ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sáng có kết quả thì đó chính là hư vọng đối ngụy, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có lúc làm thức thế thì tự nhiên thọ của họ mạnh lanh thì ta lúc đó từ chỗ đáng độ mà bị hiện hơn phóng ánh từ quen khiến họ an ổn liền những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại vì họ tưa những pháp gì liền vì đó những giáo pháp thâm yếu ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sinh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, thể tiên tu học với lòng chí thành chúng thân khẩu ấy được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sinh ấy mau được tiêu diệt tất cả, tiêu diệt các thứ chướng ngại,
Thiên ma ta tuần chẳng đến phá hoại cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà tư ngoại đạo cũng chẳng đến quán nhiễu và năm món cái lần lượt nhẹ mỏng ham nội tu tập thì định trí tuệ lại giữa nếu đời sau này các hạng chúng sinh tuy chẳng về cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất thế để gặp những thứ hoạn nạn tái ác nghèo nàn khốn khổ lo đầu mất hết cũng nên cung kính lễ lại cúng dường tam bảo ăn năn tội ác để tạo hòa thượng phát nguyện trong tất cả thời trong tất cả chỗ phiên rồng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành cũng sẽ mau chóng xác các thứ tiên đã bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa thời đại sau này các hạng chúng sinh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh tiên diệu nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép họ cũng phải như trên tu pháp tán hối với lòng chí thành khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khá thọ nếu chúng sinh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới chẳng căn bản của Phật Bồ Tát hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia nghĩa là niết luật như giới niết thiện pháp giới niết chúng sinh giới chẳng nhưng chẳng tìm được giới tu dõi khéo có thể giải rộng pháp Bồ Tát tu hành trước kia phải nam giác lòng ở trong đạo thì cung kính cúng dường ngưỡng bạc mười phương chư Phật Bồ Tát cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới chư Đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng một lòng lập nguyện kể rằng mười tướng trước hết nói mười giới chẳng căn bản kể đến nêu trung ba thứ tụ giới tự tại và họ đây cũng đắc giới lại nữa các hệ chúng sinh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi là chẳng thể gặp giới tu giỏi đúng và thanh tịnh tăng tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp họ những giới cấm phải có khả năng học tự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi xong những người thấy còn chưa xuất gia hãy nên cả tóc mặt vào pháp y lập nguyện như trên tự thể mà thọ ba tụng luật như của giới bồ tát đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mật pha của người xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiết tập của bồ tát thừa thọ trì tập tụng quán các tu hành nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20 phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của bồ tát và thọ những giới riêng của sa di hay sa di ni liền phải gần tuổi cúng dường cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia thì cũng vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới sa di mới thọ thỉnh cầu vị này làm thầy tu chỉ thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một sa di hay sa di ni nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần của những vị bồ tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán các tu hành hệ suy cúng dược Phật pháp tăng bảo nếu sa di ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ thọ 6 giới pháp của một thứ sa trong tại tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụng giới của tỳ kheo ni lúc tuổi người đó tròn tuổi 20 mới có thể tổng thọ ba tụ tịnh giới của một bồ tát như trên đã nói sau đó được gọi tỳ kheo ni nếu chúng sinh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo giả tử tác pháp tưởng mình thọ giới chẳng gọi đắc giới bấy giờ ngày chúng tự tính hỏi ngày thì tại bồ tát ma tha tát mặt đứng tại tỷ về vị trí tâm tính cách hai biệt có bao nhiêu thứ những sự trí tâm nào có thể cản trở mộng thấy tướng lành ngài địa tạng đáp này thiện nam tử nói về trí tâm tóm tắt có hai những gì là hai một là trí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập hai là trí tâm của người nhất ý tinh chuyên thành tựu giống mạnh được sự trí tâm thứ hai có thể gặp hết kết quả mơ thấy tướng lành hai từ trí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng miễn gì là ba một là nhất tâm nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn tâm sự tỏ rõ bậc hạ
hai là tâm vẫn mạnh ấy là kiên cần không hề biến chể chẳng tiếc thân mẹ phục trung. Ba là thâm tâm nghĩa là tương ưng với pháp tố cáo chẳng thoái phật thượng. Nếu người tu tập các tám hối này cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì chọn chẳng thể có sự cảm chịu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm pháp luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm pháp tự chịu quả báo sai khác ba đời lại phải cắt tổ ra làm sáu luân, nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số. Số ghi thứ lớp không lộn lạo, nên biết những số như thế đều từ một số mà khởi, lấy một làm gốc. Cái tướng của những con số như vậy tượng trưng cho nhóm sáu căn của tất cả chúng sinh, đều từ cảnh giới nhất thực tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thực tướng lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thực tướng phản có vô minh chẳng đổi nhất chân pháp giới, nhận làm cái cớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi phân các tánh chứa nhóm bảo thành nhân duyên của mình, sinh các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý, nương vào sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị sắc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảnh thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử của Phật đối với tự thọ của ác báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết như phải nên ba lần nghe tướng một lần cách thứ ba này chia phép bằng các tính số cộng lại căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác, các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Cầu thượng thừa sẽ được bất thái chuyển một, cầu thượng thừa sẽ được bất thái chuyển hai, cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng ba, cầu duyên giác thừa được không thái chuyển bốn, cầu thanh văn thừa được bất thái chuyển năm, cầu phúc thần thông được sự thành tựu sáu, tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu bảy, tu thiện thế gian được sự thành tựu tám, giới nào muốn họ làm được dị giới chính, giới nào cần thọ được đầy đủ giới mười, cầu thượng thừa nhưng đức tin chư trụ 11, cầu duyên giác thừa nhưng đức tin chư vững 12, cầu thanh văn thừa nhưng đức tin chư vững 13, người được chư pháp chính là bạn là 14, thừa nghe những gì đều đúng chính pháp 15, người được chư pháp chính là bạn pháp 16, thừa nghe những gì đều sai chánh đều sai chính pháp 17, người đang được xem có đức thật sự 18, người đang được xem không có thật đức 19, người được tu quán là không sai lầm 20, người được tu quán là bị lầm lộn 21, người gì đọc tụng là không lầm lộn 22, những gì 21, những gì đọc tụng là không lầm lộn 22, những gì đọc tụng là bị lầm lộn 23, những hạnh được tu tập bị sai lầm 24, những gì thấy nghe đều là tướng lành 25, có sở chứng từ đều là chân thật 26, có học những gì đều là sai lầm 27, những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành 28, có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính 29, có kết quả gì là do tà thần giúp giữ 30, nói vỡ điều gì là trí biện bác 31, biết chỗ hiền dị chẳng phải thích người 32, nên trước tập quán đường lối sáng suốt 33, nên tập đường lối thiền định trước đó 34, xem chỗ được học không bị chướng ngại 35, xem chỗ được học là điều thích nghi 36, xem chỗ được học không phải thích nghi 37, xem chỗ được học là đã tu tập lần trước 38, xem chỗ được học chẳng phải lần trước tu tập 39, xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên 40, xem chỗ được học là phương tiện nhỏ 41, xem chỗ được học không sự biến
42 quả liền mong cầu hiện tại chưa được 43, cầu xuất gia thì sẽ được đi 44, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy 45, cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng 46, hãy xem việc làm điều làm ma tự 47, xem những việc đã làm việc là thành tựu 48, xem việc được làm sẽ được thành tựu 49, cầu giàu của cải sẽ được sinh thành 50, cầu địa vị quan sẽ được kết quả 51, cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ 52, cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả 53, xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ 54, xem chỗ học vấn đạt kết quả 55, tìm thấy tìm thầy tìm bạn được như ý muốn 56, tìm đệ tử được như ý 57, tìm cha mẹ được như ý muốn 58, cầu con trai con gái được như ý 59, tìm thê thiếp như ý 60, tìm bạn đồng học được như ý muốn 61, xem lại những gì lo lự được hòa hợp 62, người được xem tâm họ mang hờ giận 63, mong người không giận sẽ được hoan hỷ 64, cầu sự hòa hợp được như ý muốn 65, tâm của người được xem thì hoan hỷ 66, người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ 67, người mình nghĩ đến sẽ chẳng được gặp lại 68, người được mời gọi sẽ được nhóm đến 69, người bị che ghét được rời khỏi họ 70, người bệnh tính mới sẽ được gần họ 71, quán pháp ly dục ý được tập trung 72, quán pháp ly dục ý chẳng tập trung 73, người được mời gọi họ sẽ chẳng đến 74, người được hẹn ước chắc chắn sẽ đến 75, người được hẹn ước họ lại không đến 76, người đang được xem được sự an lành 77, người đang được xem hiện trạng an lành 78, người đang được xem đã không còn thân 79, người mình không gặp sẽ được gặp họ 80, người những gì mình đang tìm được gặp họ 81, những gì cầu nghe sẽ được lợi lành 82, những gì mong tìm thấy chẳng như ý 83, xem chuẩn bị nghi chính là đúng thật 84, xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật 85, người đang được xem chẳng còn hòa hợp 86, cầu là Phật tử sẽ được kết quả 87, cầu những món cúng sẽ được kết quả 88, tiền những của cải sẽ được như ý 89, tiền của nuôi thân ít được kết quả 90, có cầu những gì thấy đều sẽ được 91, có cầu những gì thấy đều cũng được 92, có cầu những gì ít được kết quả 93, có cầu những gì đều được như ý 94, có cầu những gì liền được nhanh chóng 95, có cầu những gì cũng được nhanh chóng 96, có cầu có những mong cầu nhưng bị tổn 97, có cầu những gì sẽ được gọi là 98, có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ 99, xem vật bị mất sẽ tìm lại được 100, xem vật bị mất sẽ tìm lại được 101, xem vật bị mất từ trở về lại 102, cầu liệt ắt ngã được thoát ắt 101, xem vật bị mất từ trở về lại 102, cầu liệt ắt ngã được thoát ắt mẹ 103, cầu khỏi về lại sẽ được trừ lành 104, xem những việc đã qua không chướng ngại 105, xem những việc đã qua có chướng ngại 106, xem nơi đang ở được nhưng ở khi 107, xem nơi đang ở chẳng được bình an 108, nơi vừa mới đến được sự an vui 109, nơi vừa mới đến là có ách nạn 110, nơi vừa mới đến là ứ của ma 111, nơi vừa mới đến có thể khai hóa 112, nơi vừa mới đến có thể khai hóa 113, nơi vừa mới đến tự được lợi ích 114, con đường đạo qua không bị đạo hại 115, con đường đạo qua con được 114, con đường dạo qua không bị não hại 115, con đường dạo qua có bị não hại 116, vui dân ác nên đối kém nổi lên 117, vui dân ác nên nhiều bệnh ô nhiễm 118, vui dân tốt nên nước được nhà vua 119, vua vô đạo nên nước tai hại lớn 120, vua tu tức tai nạn loạn ly dị 121, vua làm ác nước sắp bị phá hoại 122, vua tu thiện nước được xây dựng lại 123, xem chỗ dạo qua được khỏi các nạn
124 em chỗ dạo qua trạng thái của âm nhạc 125 nơi đang được ở, mọi người đang ở 126 nơi đang được ở, có sự chiếu này 127 tôi người lại đang ở, mọi người chẳng yên 128 là nơi nhìn tĩnh không có ác này 129 xem ra quái lạ nhưng không tổn hại 130 xem ra quái lạ có sự tổn hại 131 xem ra quái lạ tinh tấn thì e 132 giấc mộng được thấy không gây tổn hại 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì e 135 giấc mộng được thấy là một lời lành 136 thấy chướng loạn đó nhưng mau được lìa 137 thấy chướng ngại đó lần lần được lìa 138 thấy chướng ngại đó và chẳng lìa khỏi 139 thấy chướng ngại đoạn đó nhất tâm là trừ 140 thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều khi não 143 thấy nạn đang bị tinh tấn giải thoát 144 thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết 145 thấy bệnh đang mắc rất chẳng nên điều trị 146 thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá 147 thấy bệnh đang mắc hợp với tiên nhân 148 thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu 149 thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu 150 thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành 151 thấy bệnh đang mắc phải khỏi lâu dài 152 thấy bệnh đang mắc tự động trở lại 153 thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi 154 thấy bệnh được chữa là chỉ đối pháp 155 thấy 155 thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực 156 thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn 157 thầy được tìm đến trạng thái trị liệu 158 cách được trị liệu là chữa trị sao 159 thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực 180 thầy bệnh đang thấy bệnh đang mắc là mẹ sắp chết 161 đó là trong đường địa ngục mà đến 162 từ trong con đường xuất sinh mà đến 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến 164 từ trong con đường Atula mà đến 165 từ trong nhân loại mà đến 166 từ trong loài trời mà đến 167 từ trong những người tại gia mà đến 168 từ trong hành hữu xuất gia mà đến 169 đã từng nhập Phật cúng dường mà đến 170 từng nhờ cúng dường nhiều tháng mà đến 171 từng được như pháp rất sau mà đến 172 bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục 173 bỏ thân rồi sẽ gọi là xuất sinh 174 bỏ thân rồi sẽ gọi là ngạ quỷ 175 bỏ thân rồi sẽ là Atula 176 bỏ thân rồi sẽ sinh vào thiên đàng 177 bỏ thân rồi làm vua trong loài người 178 bỏ thân rồi sẽ sinh lên khỏi trời 179 bỏ thân rồi sẽ làm vua khỏi trời 180 bỏ thân rồi sẽ nghe pháp xuất sau 181 bỏ thân rồi sẽ được xuất gia tu học 182 bỏ thân rồi sẽ được nhập thánh thân 183 bỏ thân rồi sinh lên chờ đa xuất 183 184 bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật 185 bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật 186 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả 189 bỏ thân rồi liền được Phật thượng thừa này thiệt nam tử đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lành giữa các chi pháp như thế đều từ sự chú ý và tự tâm của người được xem đến nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai là các số cộng gieo cho người nào mà con số làm với việc tâm đang chú chạy theo đuổi để xem kết quả không tương xứng ấy là chẳng hết lòng thành như thế gọi là hư luống người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy đã được vô sở hữu không gì cả xuống sắc lại nữa thì nam tử nếu tự phát thí xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng là như vậy nếu có người nào chẳng thể tự chim mà đến cầu thể muốn xem cho họ phải nên cân nhắc quán xét tâm mình có tham gia lợi thế gian hay không bên trong
Chỉ có thanh tịnh hay không sao mới có thể quy kính tu hành, cũng dường như trước nhất là các nguyện vì họ chính xác, chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của những hạng thần tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu thấy trong tâm chẳng được thanh tịnh dầu cho chính xác nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách đúng mà thôi. Lại nữa, các hạt chúng sinh về thời sau này bất cứ việc gì được chiêm xác đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, được cầu chẳng được, nhiều sự lo âu lúc trước mắt lo vào sợ sợ, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chiến thành thì việc chiêm xác sẽ được tốt lành, cầu gì được thế thì đời bị khỏi những sự suy buồn. Kinh chiêm xác nghiệp báo thiện ác phát triển thượng. Kinh chim sát nghiệp báo thiện ác quyển hạ đời tùy tam tạng pháp sư bồ đề đăng người nước Ấn Độ dịch vạn văn ra hán văn, việt dịch Thích Thiện Tông. Bấy giờ ngài đại bồ tát kiên tịnh tính hỏi về tại bồ tát ma ha tát rằng làm sao mở bài phương tiện chỉ cho những người muốn hướng đến đại thừa. Ngài địa tạng đáp: này thiện nam tử, nếu có người nào muốn hướng về đại thừa, trước hết người ấy phải biết hành nghiệp căn bản ban đầu. Hành nghiệp căn bản ban đầu tiên là gì? Đó là nương vào cảnh giới của nhất thật tướng để tu lòng tin và tự hiểu biết. Nhờ sức tin hiểu thêm lớn cho nên nhanh chóng được vào giống Bồ Tát. Cảnh giới của nhất thật tướng là gì? Nghĩa là bản thể nơi tâm của tất cả chúng sinh từ trước đến giờ chúng sinh chẳng chỉ tự tính nó thanh tịnh, không chướng không ngại, dường như không vì lìa phân liệt bình đẳng cấp pháp, nơi nào cũng có tràn đầy thấp mười ương rốt ráo một tướng, không hai không thác, không hai không khác, chẳng biến chẳng đối, không thêm không bớt. Do vì bản thể nơi tâm của tất cả chúng sinh, nơi tâm của tất cả thanh văn độc giác, nơi tâm của tất cả Bồ Tát và nơi tâm của tất cả chư Phật đều cùng chẳng sinh chẳng diệt, không nhiễm không tịnh, đồng là một tướng chân như. Tại sao như tại sao vậy? Vì tất cả những tâm có khởi phân biệt đều như huyễn hóa, không hề chân thật. Nghĩa là những pháp số của tâm như ước niệm, lo lắng, xét biết vân vân thuộc bốn uẩn là thọ tưởng hành thức, đều chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải tạp sắc, chẳng có dài ngắn, vuông tròn lớn nhỏ, vân vân, cho đến cùng tận mười phương hư không tất cả thế giới tìm về hình dạng tâm này, không một chút phần có thể nắm bắt. Chỉ vì chúng sinh bị vô minh si tối, làm nhân làm duyên hôn tập, hiện ra cảnh giới hư vọng khiến sinh nhớ những vướng mắc. Tâm này nó chẳng thể tự biết vọng tự bào có, khởi tưởng xét nét, so đo về ngã sở hữu của ngã, nhưng thực ra không có cái tướng của giác chi. Bởi vọng tâm này rốt ráo không có thực thể, vì chẳng thể tìm thấy cái thuật, cái thực thể của vọng tâm. Nếu không có cái năng phân biệt của giác tri thì không có cái tướng của tất cả cảnh giới sai biệt thuộc mười phương ta đời. Bởi tất cả pháp đều chẳng thể tự có, chỉ nương sự phân biệt của vọng tâm mà có. Nghĩa là tất cả cảnh giới mỗi mỗi chẳng tự nghĩ mình là có, chẳng biết đây là tự, kia là tha, thế nên tất cả pháp chẳng thể tự có, ác không đổi khác, chỉ nương vọng tâm chẳng biết chẳng rõ. Vì bên trong tự không, tức là có cái bị biết bên ngoài rồi vọng sinh các thứ tướng, các thứ tự pháp, cho là có, cho là không, bảo kia bảo đây, bảo phải bảo trái, bảo tốt bảo xấu, vân vân, cho đến vọng sinh vô lượng vô biên tư tưởng về pháp. Nên biết tất cả các pháp như thế đều tự vọng tưởng sinh ra, nương vọng tâm là gốc. Nhưng vì vọng tâm không tự tướng, cũng chỉ nương cảnh giới mà có, nghĩa là nói duyên niệm xét biết theo cảnh giới đặng trước, cho nên gọi là tâm. Vả lại vọng tâm này với
cảnh giới mé trước mặc dù đều nương vào nhau, nhưng sự phát khởi của nó không trước sau gì cả, và vọng tâm này luôn luôn là nguồn gốc, là chủ tể của tất cả cảnh giới. Tại sao vậy? Bởi vì nương vào vọng tâm mà vọng tâm này chẳng rõ một tướng pháp giới, vì thế nói rằng tâm có vô minh, nương vào sức mạnh vô minh làm nhân cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng, lại cũng do vô minh diệt cho nên tất cả cảnh giới cũng diệt theo, chẳng phải do tất cả cảnh giới tự chẳng sáng tỏ, mà nói cảnh giới có vô minh cũng chẳng phải nương nơi cảnh giới mà sinh vô minh. Tất cả các đức Phật đối với tất cả cảnh giới chẳng sinh vô minh. Lại nữa, chẳng do cảnh giới diệt mà tâm vô minh diệt, mà tất cả cảnh giới từ trước đến giờ thể tinh tự vắng lặng, vì chưa từng có bất cứ thứ gì do nghĩa như thế, cho nên chỉ nói tất cả các pháp nương nơi tâm làm gốc, nên biết tất cả các pháp, pháp nào cũng gọi là tâm, vì nghĩa của thể không thay đổi và được nhiếp vào tâm vậy. Lại nữa, tất cả các pháp được khởi từ tâm, với tâm mà tạo ra hướng hòa hợp là có, cùng sinh cùng diệt, đồng không dừng trụ. Bởi tất cả cảnh giới chỉ bị duyên của tâm niệm niệm tiếp nối mà được duy trì, tạm thời được có. Về nghĩa của tâm được nói trên đây có hai thứ tướng. Thế nào là hai? Một là tướng bên trong, hai là tướng bên ngoài. Một là tướng bên trong tâm, hai là tướng bên ngoài tâm. Tướng bên trong tâm lại có hai thứ, một là trân, hai là vọng. Trân là gì? Đó là cái tướng sẽ có nơi thể của tâm. Tướng này như như chẳng đổi, thanh tịnh tròn đầy, không chướng không ngại, kính nhiệm khó thấy. Bởi nó khắp giáp tất cả chỗ, thường hằng không hoại, nên có thể kiến lập sinh trường tất cả pháp. Vọng là gì? Tức là luôn luôn khởi niệm phân biệt vét nét duyên lự nhớ tưởng các vị, mặc dù liên tục hay sinh tất cả cảnh giới, nhưng thể bên trong của nó là hư ngụy, không hề chân thật và cũng không thể tìm thấy nó. Tướng bên ngoài tâm tức là tất cả các pháp và các thứ cảnh giới vân vân thì có cái bị niệm mà cảnh giới hiện ra trước, vì vậy mà biết có sự sai biệt giữa tâm bên trong và tâm bên ngoài. Thế thì nên biết tướng vọng bên trong là nhân là thể, tướng vọng bên ngoài là quả là dụng. Do những nghĩa như vậy, thế nên ta nói tất cả các pháp đều gọi là tâm. Lại nữa, nên biết cái tướng bên ngoài của tâm, tướng này cũng như các thứ cảnh giới bị thấy trong mộng, vi tâm hiện ra, không có việc thật bên ngoài tất cả cảnh giới đều cũng như vậy. Bởi điều nương vào giấc mộng vô minh của nghiệp thức mà được thấy vọng tưởng mà thành. Lại nữa, nên biết mỗi niệm trong nội tâm đều chẳng có từng chẳng có dừng trụ, cho nên tất cả cảnh giới bị thấy bị duyên cũng tùy theo tâm niệm, theo tâm mà niệm niệm chẳng dừng. Nghĩa là tâm sinh nên các pháp sinh, tâm diệt nên các pháp diệt, tướng sinh diệt này chỉ có tên gọi thật bất khả đắc. Bởi vì tâm chẳng qua đến cảnh giới chẳng về đến tâm, như tướng trong gương không đến không đi, thế nên tất cả pháp tìm tướng sinh diệt nhất định chọn chẳng thể được. Nghĩa là tất cả pháp rốt ráo không có thật, từ trước đến giờ luôn luôn vẫn đang, vì thật sự chẳng sinh chẳng diệt vậy. Tất cả các pháp thật không có sinh diệt như thế, thì không có tướng cảnh giới sai khác, mà là vắng lặng nhất vị. Như thế gọi là chân như, gọi là đệ nhất nghĩa đế, gọi là tự tính thanh tịnh tâm. Tự tính thanh tịnh tâm ấy long trọng tròn đầy, vì không có cái tướng phân biệt. Tướng không phân biệt tức là đối với tất cả chỗ không đâu mà chẳng hiện hữu, vì nó hiện hữu khắp ở khắp giáp, do đó có thể nương vào sự hiện hữu này mà duy trì và dụng lập tất cả pháp. Lại nữa, tâm đó gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng nghĩa là tâm này gồm chứa đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghị chủng tử vô lậu và công đức thanh tịnh, vì pháp thân của chư Phật từ ngàn mé vô thủy đến nay
không chướng không ngại tự tại chẳng diệt tất cả mọi sự hóa hiện và những công đức nghiệp hằng thường lẫy lừng chưa bao giờ dứt. Nghĩa là chư Phật đều thể hiện Phật ở trong tất cả thế giới, ứng hóa đủ cách làm lợi ích cho chúng sinh. Do đó thân một Đức Phật chính là thân của tất cả chư Phật, thân của tất cả chư Phật cũng chính là thân một Đức Phật. Bao nhiêu việc làm cũng đồng là một, tức là không tướng phân biệt, không niệm kia đây, bình đẳng không hai, bởi nương vào một pháp tính mà có sự tác nghiệp đồng ứng hóa một cách tự nhiên, vì thế không đổi khác vậy. Như trên đã nói, pháp thân của các Đức Phật khắp tất cả chỗ và trọn thể bất động, tùy các chúng sinh chết đây sinh kia mà luôn luôn làm chỗ nương tựa cho các chúng sinh. Vì như hư không đều có thể dung nạp tất cả sắc tướng và các thứ hình dạng sinh trưởng ở trong hư không, bị nhiếp vào nơi hư không, lấy hư không làm thể, không có vật gì có thể ra ngoài ranh giới của hư không. Nên biết trong mọi sắc tướng, biên giới hư không chẳng bị hủy diệt khi sắc tướng hoại bèn trở về với hư không, và biên giới hư không sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Pháp thân của các Đức Phật cũng lại như vậy, đều có thể dung nạp các thứ quả báo của tất cả chúng sanh, đều nương vào pháp thân của các Đức Phật mà có sự dựng lập và sinh trưởng. Ở trong pháp thân, bị nhiếp nơi pháp thân, lấy pháp thân làm thể, không một sinh vật gì có thể ra ngoài ranh giới của pháp thân. Nên biết trong thân của tất cả chúng sanh, pháp thân của chư Phật cũng chẳng thể hủy diệt. Nếu khi phiền não bị đoạn trừ sẽ trở về pháp thân, về biên giới pháp thân sẵn có, không thêm không bớt, chẳng động chẳng biến đổi. Chỉ vì từ đời vô thị trở lại đây, tâm tương ưng với vô minh, do năng lực nhân duyên huân tập phi ám, cho nên hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi do nương vào cảnh giới hư vọng làm nhân làm duyên huân tập mà khởi vọng tưởng tương ưng với tâm chấp ngã sở hữu của ngã, tạo chứa các nghiệp để đòi chịu khổ sống chết không ngừng, thay vì gọi pháp thân gọi là chúng sinh. Nếu trong số các chúng sinh người nào có được năng lực huân tập của pháp thân, thì phiền não của chúng sinh ấy lần lần cạn mỏng, có thể nhàm chán sự khổ thế gian và cầu đạo quả niết bàn, tin tưởng quay về với nhất thực tướng tu sáu pháp Ba La Mật và tất cả pháp phần Bồ Đề, đó mệnh danh là Bồ Tát. Trong số những Bồ Tát như thế, vị nào tu hành tất cả thiện pháp một cách đầy đủ hoàn toàn rốt ráo, được lìa giấc ngủ vô minh, sẽ được mệnh danh là Phật. Lại nên biết rằng danh từ chúng sinh, Bồ Tát, Phật vân vân chỉ nương lời lẽ giả gọi của thế gian để nói mà thôi. Về thể của pháp thân thì không có gì sai khác, rốt ráo bình đẳng, không có tướng biến đổi. Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài chuyên tịnh tính: này thiện nam tử, trên đây là lược nói ý nghĩa cảnh giới của nhất thực tướng. Nếu muốn nương vào cảnh giới nhất thực tướng để tu lập tinh và tự hiểu biết, thì hãy nên học tập hai đường lối quán chiếu. Thế nào là hai? Một là quán các pháp đều duy tâm duy thức, hai là quán thực tướng chân như. Về cách học quán duy tâm duy thức thì trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, tùy thân khẩu ý có sự móng niệm, đều phải quán tét biết những niệm khởi chỉ là do tâm, cho đến bất cứ cảnh giới gì, nếu tâm chú vào tự nhớ nghĩ thì phải xem, thì phải xét biết và buông xả, chớ để cho tâm rơi vào tình trạng vô ký, hoặc viên theo duyên mà không tự kiểm soát. Trong mỗi niệm đều nên quan sát, tùy ý niệm nào mà tâm duyên đến, lập tức thâu nghiệp, thâu nhiếp trở lại, không để cho tâm theo đuổi những ý niệm đó. Làm sao cho tâm tự biết nội tâm của mình tự sinh tưởng niệm? Chẳng phải tất cả cảnh giới có tưởng niệm, có phân biệt, nghĩa là nội tâm tự sinh các quan niệm như hay dở, tốt xấu, phải quấy, được mất, duy lợi, có không, vân vân. Tóm lại là vô lượng ý tưởng. Song tất cả cảnh giới chưa từng có tưởng, chưa từng có khởi phân biệt. Nên biết tất cả cảnh giới tự nó không có tư tưởng phân biệt,
tức là tự nó chẳng phải hay dở, chẳng phải tốt xấu, cho đến chẳng phải có, chẳng phải không, lìa tất cả tướng. Cứ như vậy quán sát, biết tất cả pháp chỉ duy tâm tưởng mà tin, nếu như lìa tâm thì không có tưởng. Bất cứ một pháp nào có thể tự thấy có sự sai biệt, thường nên như vậy mà khắc ghi và giữ gìn nội tâm, biết rằng chỉ có vọng niệm, không có cảnh giới chân thực. Sự quán sát này cần phải điều đặn, chớ cho bỏ dở. Đây gọi là sự tu học duy tâm, duy thức quán. Nếu tâm bị vô ký, chẳng biết tự tâm đang nghĩ gì, đó chính là có cảnh giới ở trước, chẳng gọi là duy tâm thức quán. Vả lại, gìn giữ và khắc ghi nội tâm, ắt biết được tưởng tham, tưởng sân, tưởng si, tưởng tà kiến, biết thiện, biết bất thiện, biết vô ký, biết tâm lao lư nghĩ đến các tự khổ, vân vân. Nếu khi tịnh tọa thì đối tượng bị duyên của tâm mà mỗi niệm xét biết tự sinh diệt của duy tâm, ví như dòng nước trôi chảy hay ánh lửa tiếp nối của ngọn đèn, không lúc nào tạm thời dừng lại, từ đó sẽ được chính định vắng lặng các tắc, được tam muội này rồi. Kế đến học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha và đức tin về quán tâm của pháp Tỳ Bát Xá Na. Học tập đức tin về quán tâm của pháp Samatha nghĩa là tư duy về tướng chẳng thể thấy của nội tâm. Tướng này tròn đầy bất động, không đến không đi, bản tính chẳng sinh chẳng diệt, vì lìa phân biệt vậy. Học tập đức tin về quán tâm của pháp Tỳ Bát Xá Na nghĩa là xét biết những tư tưởng, nhận biết các tắc bên trong bên ngoài đều theo tâm mà sinh, theo tâm mà diệt, cả đến tư tưởng nhận thức về pháp thân Phật cũng vậy, đều tùy tâm sinh, tùy tâm mà diệt, như huyễn như hóa, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, chúng chẳng phải tâm, cũng chẳng lìa tâm, không phải đến, không phải chẳng đến, không phải đi, không phải chẳng đi, không phải sinh, không phải bất sinh, không phải tác động, không phải chẳng tác động. Đại Bồ Tát Địa Tạng bảo ngài kiên tịnh tính: này thiện nam tử, nếu luôn luôn dùng đức tin tu tập hai pháp quán tâm như vậy, mau được ngộ ra đạo lý nhất thừa, nên biết quán pháp duy tâm duy thức như vậy gọi là ngưỡng cửa trí tuệ cao tột hơn hết. Ngưỡng cửa này có thể khiến cho tâm của hành giả mạnh mẽ, bén nhạy và thêm lớn sức tinh hiểu, nhanh chóng vào nghĩa không của đại thừa và phát được tâm vô thượng đại bồ đề. Trên đây là nói về pháp quán duy tâm duy thức. Nếu muốn học pháp, nếu muốn học tập pháp quán thật tướng chân như, thì hành giả tư duy về tính của tâm vốn không sinh không diệt không trụ vào cái thấy nghe hiểu biết, lìa hẳn tất cả những tướng phân biệt, lần lần có thể vượt qua tướng cảnh giới của các tịnh không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi thường phi phi tưởng xứ, được tương tự với không tam muội, thì tướng phân biệt thô của thọ tưởng hành thức chẳng hiện ra, trước từ đó mà tiến tu thêm sẽ làm bậc thiện tri thức với lòng từ bi quảng đại, vì khéo bảo nhiệm và trưởng dưỡng, cho nên lìa các chướng ngại xuyên tu chẳng bỏ phế, lần lượt có thể vào tam muội vắng lặng của tâm, được tam muội đó rồi lại liền có thể nhập nhất hạnh tam muội. Nhập nhất hạnh tam muội rồi thấy vô số đức Phật và phát những tâm hạnh sâu rộng chẳng thể nghĩ bàn, trụ vào bậc kiên tính. Trên đây là đường lối của hai pháp quán Samatha và Tỳ Bát Xá Na, chắc chắn được sự tinh hiểu có thể quyết định thú hướng bồ đề. Tùy chỗ tu học các tam muội thiền định và sự nghiệp thế gian, nhưng không bị đắm trước, cho đến có thể tu khắp tất cả thiện căn của pháp phần bồ đề, đối với sự sống chết không bị khiếp sợ, không thích gì nữa, bởi nương vào phương tiện hay khéo vô cùng vi diệu và khả năng tu tập bằng hai đường lối quán tâm này, có thể làm chỗ sở y cho các thứ trí tuệ và các hạnh căn như vậy.
Lại nữa, tu học tự tin hiểu như trên gồm có hai hạng người. Thế nào là hai? Một là hạng căn tính năng lợi, hai là hạng căn tính chậm lục. Hạng căn tính năng lợi, người này trước đó đã biến tất cả cảnh giới bên ngoài di tâm tạo ra hư đối hư dối chẳng thật, như mộng như huyễn, quyết định không còn nghi ngờ gì nữa. Năm món cái nhẹ mỏng tâm tán loạn cũng ít hạng người nói trên, nên học tập ngay pháp quán thân, pháp quán thực tướng trong như. Hạng người căn tính chậm lục, hạng này trước đó chưa thể biết đến tất cả cảnh giới bên ngoài, điều chỉ là tâm vị hư dối không thật, tính tinh thức nhiễm mắt của họ dày đặc, năm món cái nhiều phen nổi lên, tâm khó điều phục, thì trước hết phải nên học pháp quán duy tâm thức. Nếu người nào tuy học tự tin hiểu như vậy, nhưng chủng tử thiện căn còn mỏng, chưa thể tiến lên, các phiền não xấu ác chẳng bị bẻ dẹp lần lần, và tâm những người ấy nghi ngờ khiếp nhược, sợ vạo vào ba đường ác, hoặc sinh vào tám chỗ nạn, sợ chẳng thường được gặp Đức Phật, chư vị Bồ Tát các mật thánh nhân chẳng được cúng dường nghe nhận chánh chính pháp, sợ hạnh bồ đề có thể thành tựu, có các thứ nghi sợ và những chướng ngại như thế vân vân, thì nên trong tất cả thời, trong tất cả chỗ thường xuyên tụng niệm danh hiệu của ta, Địa Tạng Bồ Tát. Nếu được nhất tâm thi căn lành sẽ thêm lớn, và ý chí người ấy dũng mãnh lan lợi, lại thêm quán pháp thân của ta và pháp thân của tất cả các Đức Phật với tự thân của mình, để tính đều bình đẳng, không hai khai không khác, chẳng sinh chẳng diệt, có đủ vốn đức thường lạc ngã tịnh, công đức tràn đầy, đó là điều đáng nên nương tựa. Luôn luôn thọ trì đọc tụng kinh điển
đại thượng sâu thẳm, cho nên có thể đối với đệ nhất nghĩa của thực tướng sâu thẳm rốt ráo, chẳng sinh sợ sệt pha liệt vì ý bán được tâm chính kiến, luôn luôn tinh hiểu quyết định trừ diệt các thứ tội chướng và hiện đời thực chứng vô lượng công đức. Tại sao vậy? Vì được tâm bồ đề vô phân biệt, vì được trí tuệ vắng lặng hiện tiền, vì phát khởi chuẩn từ phương tiện các thứ nguyện hạnh, luôn luôn nghe danh hiệu của ta là được sự quyết định của đức tin và việc làm lợi ích, cho nên bất cứ việc gì có thể làm đều được chẳng thoái chuyển nghiệp nhân của đạo nhất vừa thừa Phật. Nếu tu hành với tâm tạp loạn cấu uế thì giàu có xưng vọng danh hiệu của ta, đó chẳng được gọi là nghe danh hiệu, vì chẳng hay xưng sự tinh hiểu quyết định, chỉ gặt hái quả báo lành nhỏ mọn của thế gian mà thôi. Chẳng được lợi ích rộng lớn đâu, việc hành giả nào tu với tâm tạp loạn cấu uế như vậy thì tu bất cứ tuyện pháp thiện pháp nào đều chẳng thể được lợi ích bao rộng. Bồ Tát Địa Tạng bỏ ngài kiên tịnh tính, thiện nam tử nên biết sự siêng lòng tu học môn thiện vô tướng trên đây không lâu sẽ được lợi ích rộng lớn sâu xa, lần hồi thành Phật. Sự lợi ích rộng lớn sâu xa là được vào pháp vị kiên tính vì thành tựu tính nhẫn, vào địa vị kiên tu vì thành tựu thuận nhẫn, vào chính nhẫn vi, vào chính nhân vị thành tựu vô sinh nhẫn, vì thành tựu vô sinh nhẫn lại thành tựu tính nhẫn là có thể trở thành dòng giống của Như Lai, thành tựu thuận nhẫn có thể hiểu hạnh của Như Lai, thành tựu vô sinh nhẫn là được nghiệp của Như Lai. Lần hồi thành Phật là được nói có bốn hệ: một là vì chồng đầy đức tin về pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc tập chúng chủng tính quyết định tin các pháp, chẳng sinh chẳng diệt, thanh tịnh bình đẳng, không gì đáng nguyện cầu. Hai là vì hiếu trọng về pháp mà làm Phật, nghĩa là đương vào bậc giải hạnh, hiểu sâu tính các pháp, biết chủng tử của Như Lai là không tập không tác đối với tinh tử và niết bàn, chẳng khởi hai tưởng và tâm không bị sợ sệt. Ba là vì chứng trọn vẹn pháp mà làm Phật, nghĩa là nương vào tịnh tâm địa, cho được trí vô phân biệt thể nhập pháp thân tịch tịnh, cũng như nghiệp dụng tự nhiên chẳng thể nghĩ màng, không còn ý tưởng tìm cầu nữa. Bốn là tất cả hạnh công đức trọn vẹn mà làm Phật, nghĩa là nương vào bậc Bồ Tát cứu cánh địa, có thể diệt trừ tất cả chướng ngại, giấc mộng vô minh không còn. Lại cũng nên biết tu học theo môn thiện hữu tướng của thế gian gồm có ba thứ. Thế nào là ba? Một là không có phương tiện và sức tinh hiểu, cho nên tham nhận công đức của các thiền định nội sinh kiêu mạn, bị sự hệ phượng của thiền làm cho thói tâm chỉ cầu mối lợi thế gian. Hai là không có phương tiện và sự tinh hiểu, cho nên nương vào thiền mà phát khởi hạnh chán lìa một bên kiếp sự sinh tử, thoái đạo vào hàng nhị thừa. Ba là có phương tiện và sức tinh hiểu, nghĩa là nương tựa cảnh giới nhất thật tướng tu tập gần với được lối hai pháp quán sa ma tha tỳ bát phá na, nên có thể tinh hiểu tất cả các pháp, vi tâm tướng sinh đồng như mộng như huyễn, dầu được công đức của thiền định thế gian mà chẳng tắm trước kiên cố, chẳng còn thoái tâm cầu quả báo trong ba cõi, lại tin và biết tinh tử cũng chính là niết bàn, nên cũng chẳng sợ sệt khiếp nhược, chẳng thoái cầu quả nhị thừa. Người tu học tất cả thiền định tam muội như đây nên biết có người môn tướng thứ lớp nhiếp lấy đầy đủ sự nghiệp thiền định, có thể làm cho người học thành tựu sự tương ưng mà không lầm không luận. Những gì là mười? Một là tướng phương tiện nhất niệm, hai là tướng muốn trụ cảnh giới, ba là tướng biết sự nhất sự xuất nhập một cách tỏ rõ cảnh giới vừa mới trụ tâm, bốn là khéo trụ cảnh giới được vững vàng, năm
tướng móng khởi tư duy phương tiện dẫn mãnh càng cầu sự tiến thuật hơn nữa. Sáu là tướng lần lần được điều độ ứng với hỷ lạc của tâm, trừ mối nghi ngờ thêm sự tin hiểu và tự an ủi mình. Bảy là tướng chắc được sự thắng tiến bởi ý duy nhất tương ưng ít phần với khả năng nhận thức. Tám là tướng công tu thêm sáng suốt, công phu thêm vững vàng, được công tích thủ thắng thành tội sự đối trị vọng tâm. Chín là tướng tùy tâm hành giả khởi niệm làm những gì muốn thể hiện công đức ra ngoài, đều tương ứng với ý mà không sai lầm. Mười là tướng nếu muốn tu thêm pháp khác, nương nơi sở đắc có trước mà khởi phương tiện sẽ lần lượt thành tựu xuất nhập tùy tâm, siêu việt một cách tự tại. Đó gọi là mười môn tướng thứ lớp nhiếp hết sự nghiệp của người tu tập thiền định. Bây giờ Đại Bồ Tát Yên Tịnh Tính hỏi Đại Bồ Tát Địa Tạng: Ngài, vì sao mà khéo nói pháp sâu xa có thể khiến chúng sinh lìa sự khiếp nhược? Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nên biết người mới phát ý cầu về Đại Thừa mà chưa được tính tâm đối với giáo pháp sâu xa của Đạo Vô Thượng, họ ưa sinh nghi ngờ khiếp nhược, cho nên ta thường dùng phương tiện hay khéo tuyên rõ nghĩa thật để an ủi họ khiến lìa khiếp nhược. Do đó hiệu của ta là bậc khéo nói an ủi. An ủi như thế nào? Nghĩa là những chúng sinh căn tính chậm lục, tâm lượng nhỏ hẹp, nghe sự tối thắm tối màu của Đạo Vô Thượng, mặc dù ý họ ham thích phát tâm hướng về, nhưng lại suy nghĩ rằng sự cầu đạo vô thượng cần phải chứa công để đức rất động, tu những hạnh khổ khó làm, phải tự độ độ tha giải qua kiếp số dài xa, ở trong sinh tử lâu chịu xuyên khổ mới có thể thành. Vì lý do đó họ xin khiếp nhược, ta liền vì họ nói nghĩa lý chân thật, nghĩa là nói tất cả các pháp bản tính tự rỗng đen rốt ráo vô nghĩa, không có người làm, không có người thọ, không tự, không tha, không đi, không đến, không có phương sở, cũng không quá khứ, hiện tại, vị lai cho đến vị họ. Nói 18 món không, tất cả các pháp không có tương sinh tự lý bản, cũng không có tướng chặt thực có thể nắm bắt. Lại vì họ nói tất cả các pháp như viễn, như hóa, như căn dưới nước, như bóng trong gương, như thành cạn ác mà, như tiếng dội trong hang trống, như ván nắng, như bọt nước, như sương móng, như đèn vàng, như bắt bị nhận, như mộng, như chớp, như mây nổi đầu đô. Những phiền não sinh tử tính nó rất yếu ớt, có thể dễ làm cho diệt mất. Lại dạy họ rằng phiền não sinh tử rốt ráo không có tự thể, tìm nó chẳng thể được, xưa nay chẳng sinh thật cũng chẳng diệt, tự nó vắng lặng chính là niết bàn. Những lời nói như vậy nhằm phá tất cả mọi sự nhận thức sai lầm, bớt ly tự chấp đắm nơi tự thân tâm, để chúng sinh được lìa khiếp nhược. Lại có ý chúng sinh thì chẳng hiểu ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai mà in khiếp nhược. Ý chỉ nơi lời nói của Đức Như Lai như thế nào? Đó là Đức Như Lai đã luôn luôn nhìn thấy cảnh giới nhất thực tướng rốt ráo lìa khỏi các pháp ác thuộc sinh là áo bệnh tử, chứng được pháp thân của Ngài. Pháp thân này thường hành không mất, không biến đổi, có sự chứa nhóm vô lượng công đức. Như Lai có thể thấy tỏ rõ trong thân của tất cả chúng sinh đều có sẵn những công đức chân thật thanh tịnh nhiệm màu, nhưng vì bóng tối nhiễm ô của vô minh chi chứng, cho nên từ trước tới giờ luôn luôn chịu vô lượng thứ khổ sinh và bệnh chết. Như Lai ngay đó khởi tâm đại bi, muốn khiến cho tất cả chúng sinh liệt các thứ khổ, đồng rạc hái tự vui đệ nhất của pháp thân, và pháp thân ấy là pháp vô phân biệt, liệt tất cả ý niệm chỉ có bậc hay diệt tư tưởng hư vọng của thức, chẳng khởi niệm phân biệt mới có thể chứng nhập. Chỉ vì tất cả chúng sinh thọ ưa phân biệt chấp đắm các pháp bởi điên đảo vọng tướng
vọng tưởng, cho nên chịu sống chết chỉ vì do đó Đức Như Lai muốn cho họ lìa ý tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên Ngài nói tất cả pháp thế gian đốt ráo của nó rộng rãi không là gì cả, cho đến tất cả những pháp xuất thế gian bản thể của nó cũng rốt ráo rộng không, không thuộc vào đâu. Nếu nói rộng ra thì như 18 pháp không, sự hiển bày tất cả các pháp như vậy đều chẳng lìa thể của Bồ Đề. Thể của Bồ Đề chẳng thể có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, chẳng phải cả có lẫn không, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng một, chẳng phải chẳng khác, chẳng phải một lẫn khác, cho đến rốt ráo không một tướng nào có thể nắm bắt, vì nó lìa hết tất cả tướng không, vì nó lìa hết tất cả tướng. Thế nào là lìa hết tất cả tướng? Nghĩa là chẳng thể nương vào lợi lẽ để tự lấy, vì trong pháp của Bồ Đề không có sự lĩnh nhận bằng lời lẽ nói năng, và sự nói năng không thể đến được, lại cũng chẳng thể nương vào cái tâm có nghĩ ngợi mà biết được. Trong pháp Bồ Đề không có người hay giữ lấy và pháp để giữ lấy, không ta không người, vì lìa tướng phân biệt. Nếu còn có sự phân biệt chính là hư nguy, chẳng gọi là khế hợp với Bồ Đề. Những lời dạy như thế của Đức Như Lai, các chúng sinh căn tính chậm lục không thể hiểu nổi, cho rằng vô thượng Bồ Đề và pháp thân của Như Lai chỉ là pháp trống không, rốt ráo một mực không có gì hết. Do đó mà tâm của họ khiếp nhược sợ sệt vào chỗ không được gì cả, hoặc họ sinh ra tư tưởng đoạn diệt khởi nhận thức, có tăng có giảm, chuyển sang vị bán, khinh mình khinh người vân vân để đối trị hạng này. Ta liền vì họ nói pháp thân như có tự thể chân thật, thể này đầy đủ vô lượng công đức thanh tịnh từ vô thủy đến giờ, nó tự nhiên tròn đầy, chẳng phải nhờ tu mới, phải nhờ tạo mới thành. Cả đến trong thân tất cả chúng sinh cũng đều sẵn đủ, không biến không đối không thêm không bớt. Những lời nói nhiều của chúng sinh đó mệnh danh là an ủi. Lại nữa, những chúng sinh ngu si chấp chặt nghe những lời nói như thế, chúng sinh khiếp nhược nữa vì không hiểu nội nghĩa này, họ lại chấp rằng pháp thân của Như Lai từ xưa đến nay đã đầy đủ, chẳng phải là tướng tu tạo thì đâu có tướng chứng đắc gì. Do đó mà họ sinh khiếp nhược, rơi vào hạng tính tà đạo điên theo lối của tự nhiên ngoại đạo. Đối với hạng này, ta liền vì họ nói đến sự tu hành tất cả thiện pháp để tăng trưởng đầy đủ sự đầy đủ, mới sinh ra sắc thân Như Lai được quả báo vô lượng công đức thạnh thanh tịnh. Những lời nói như thế nhằm khiến chúng sinh lìa tự khiếp nhược, đó được mệnh danh là an ủi. Những nghĩa sâu thẳm được ta nói ra khế hợp với lý chân thật, không có các lỗi. Bởi lìa lời nói mâu thuẫn của thế gian, làm sao biết tưởng lìa lời nói mâu thuẫn? Bởi vì pháp thân của Như Lai mặc dù không có cảnh giới của lời lẽ, và lìa cả cái tâm tưởng niệm chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến không có tất cả các tướng, chẳng thể căn cứ vào lời lẽ để chỉ bày, những căn cứ vào pháp giả gọi trói đãi nhau bởi nhân duyên chuyển hóa của thế đế, thì có thể dùng phương tiện chỉ bày để nói. Vì tính của pháp thân này không phân biệt lìa cả tướng tự, tướng tha, tha chẳng phải không, chẳng phải bất không, cho đến lìa hết tất cả các tướng. Cho nên nói rằng bản thể của pháp thân là rốt ráo rỗng ren không thuộc vào cái có, vì khi đã lìa tâm phân biệt rồi thì tưởng niệm hết sạch, bèn không còn một tướng nào cả, nhưng có thể tự thấy tự biết và tự có tất cả. Thế nên nghĩa không quyết định khế hợp với thật tướng trông như không hề sai lầm. Lại nữa, chính trong nghĩa không đó, do lìa tâm vọng tưởng phân biệt thì tự rốt ráo tận cùng của nó, không một tướng nào có thể nói rằng không, vì chỉ còn lại một sự chân thật, chính đó gọi là bất không vậy. Lìa tưởng niệm của thức, cho nên không có bất cứ một tướng hư ngụy nào mà là rốt ráo thường hằng chẳng biến chẳng đổi, bởi không còn một tướng nào có thể hoại có thể diệt, cho nên cũng lìa mọi sự tăng giảm.
là nửa chỗ vô phân biệt của thực thể chân thân như thực thể chân như này, từ đời vô thủy đến nay đủ vô lượng chủng tử công đức vô lậu, tự nhiên vẫn có, lúc nào cũng tương ưng, vì nó không lìa không rời cho nên nó là bất không. Những công đức chứa nhóm nơi thực thể chân như thế, tất cả chúng sinh đều có sẵn, chỉ vì chúng sinh bị vô minh che là cho nên chẳng biết chẳng thấy, chẳng thể nào đạt được công đức lợi ích của pháp thân, đâu khác gì hoàn toàn không có. Nói chưa có là nói những chúng sinh chẳng biết chẳng thấy về thế của pháp thân, cho nên bao nhiêu lợi ích của công đức nghiệp chẳng phải là chỗ những chúng sinh ấy có thể thọ dụng, vì vậy chẳng gọi là thuộc về của họ, chỉ có nhờ vào sự tu khắp tất cả các thiện pháp đối trị các thứ nghiệp chướng, những ra pháp thân kia sau đó mới được những công đức lợi ích. Thế nên nói rằng tu tất cả thiện pháp sinh ra pháp thân Như Lai. Thiện nam tử, như hiện nay ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát khi nói về những phương tiện thù thắng và pháp môn trọng yếu xa xa này, có 10 vạn ức chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề trụ thanh tính, lại có 9.8 vạn bồ tát được vô sinh pháp nhẫn, toàn thể đại chúng đều dùng hương hoa vị diệu cỡ trời cúng dường Đức Phật và đại Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ Đức Phật bảo đại chúng rằng: các vị mỗi người phải nên thọ trì pháp môn này, tùy ở chỗ nào đều làm cho lan rộng. Tại sao vậy? Pháp môn như thế này rất là khó gặp, hay làm lợi ích rất lớn. Nếu như người nào được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát và tin những lời người nói, nên biết người ấy có thể nhanh chóng lìa tất cả mọi sự chướng ngại, mau đến vô thượng bồ đề. Lúc ấy đại chúng đều phát lời rằng: chúng con sẽ thọ trì lưu thông thế gian, chẳng dám để quên. Bấy giờ ngài đại bồ tát kiên tịnh tính bạch Phật: kính bạch Thế Tôn, những điều được nói trong cái kinh luật căn tụng này tên là pháp môn gì? Pháp chân yếu này con sẽ thọ trì, khiến đời sau này khắp đều được nghe Đức Phật bảo. Ngài đại bồ tát kiên tịnh tính: pháp môn này gọi là chim xác nghiệp báo thiện ác, cũng gọi tên là siêu chịu các chướng, còn được gọi là chỉ bày cho người cầu về đại thừa biết phương tiện tiến đến và phát lộ nghĩa thật rốt ráo rất sâu, và cũng gọi là khéo nói an ủi khiến liền khiếp nhược mau vào tin kiên cố quyết định. Y danh nghĩa như thế ông nên thọ trì. Đức Phật nói tên pháp môn này rồi, tất cả đại hội thảy đều hoan hỷ, tin nhận vân theo thực hành. Kinh Chim Xác Nghiệp Báo Thiện Ác hết quyển hạ. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni Sô ha ha.